Trung thu là một ngày lễ đã có từ rất lâu đời và được tổ chức hàng năm không chỉ ở Việt Nam mà còn ở một số quốc gia Đông Nam Á và Đông Á khác. Với những thay đổi của cuộc sống hiện đại, ý nghĩa của ngày Tết Trung thu cũng không còn nguyên vẹn như thuở sơ khai nữa và cách người Việt ăn Tết Trung thu ngày nay cũng đã khác xưa. Phóng sự ngắn sau đây chúng tôi sẽ cho quý vị thấy khác biệt đó là gì. Khoảng chừng giữa tháng 7 âm lịch, nếu chạy xe dọc các tuyến đường lớn của Sài Gòn, không quá khó để bắt gặp những gian hàng bánh Trung thu được dựng lên san sát nhau như một sự gợi nhắc lại một mùa Tết Trung thu đang đến. Các phố lồng đèn cũng bắt đầu được thắp sáng. Dù vẫn chưa có bằng chứng cụ thể xác nhận Tết Trung thu tại Việt Nam có từ bao giờ hay bắt nguồn từ đâu, nhưng từ xa xưa, cứ mỗi rằm tháng 8 âm lịch, người Việt lại cúng trăng, tạ ơn trời đất và dùng Tết Trung thu để tiên đoán mùa màng. Trung thu là ở giữa mùa thu và nó là mùa rất là đẹp. Và cũng là cái mùa mà người ta chưa bận rộn cho việc làm đồng. Bởi vì sao Tết Trung thu thì người ta sẽ làm đồng. Và Tết Trung thu thì nó là một cái thể hiện của cái việc là chúng ta tạ ơn trời đất đã ban cho chúng ta một cái sự sống, ban cho một cái sự tốt lành của mùa màng, mà nhờ đó là xã hội chúng ta mới thịnh vượng. Và Tết Trung thu thì nó bắt đầu từ xa xưa, mà có thể trên mặt trống đồng cũng đã từng có những thể hiện. Mà nhiều tác giả cũng nói rằng là hình ảnh của những người Việt cổ là cầm những cái cờ lao, đội những cái cờ lao chẳng hạn ở trên đầu thì cho thấy là nó cũng là thể hiện của Tết Trung thu. Nói chung đó là một cái tâm thế để thể hiện là người Việt chúng ta là sống gắn bó hài hòa với cảnh vật tự nhiên. Kính thưa quý vị, Tết Trung thu là ngày Tết truyền thống của dân tộc Việt Nam. Tuy nhiên theo thời gian thì việc thưởng ngoạn Tết Trung thu cũng đã có nhiều sự thay đổi. Nhịp sống hiện đại ngày nay thì khiến cho nhiều người chỉ xem Tết Trung thu cũng giống như một ngày bình thường trong năm. Tuy nhiên với một số khác thì Tết Trung thu lại là một dịp để gia đình có thể ngồi quây quần với nhau, cùng thưởng thức tách trà, cùng chia sẻ với nhau một miếng bánh ngon vào cái dịp đặc biệt này. Những ngày rằm này là gia đình chúng tôi thường là có những cái dĩa bánh Trung thu để mà dâng lên cúng tổ tiên ông bà, con cháu quây quần về rồi cùng ăn để có một cái bình trà ngon nóng để mà thưởng thức. Nhưng mà thời bây giờ thì tuổi trẻ thì nó không có như tuổi già là phải có bình trà, nhưng mà bánh Trung thu bên năm nay là tuổi trẻ là chỉ dùng nước ngọt. Tôi vào Sài Gòn cũng được khoảng vài năm rồi. Nếu mà hồi nhỏ thì ở nhà thì thường tổ chức Trung thu cùng với mọi người trong thôn quê chơi những trò chơi dân gian. Còn khi mà vào Sài Gòn rồi thì thường Trung thu thì mình cũng bận công việc, thì cũng gặp gỡ đối tác, khách hàng, tặng quà, rảnh hơn thì đi xuống những cái vùng quê để làm từ thiện cùng với mấy em, cùng với mọi người trao quà cho mấy em nhỏ. Tết Trung thu hồi trước ở quê thì tôi thường đi rước đèn Trung thu, chơi các trò chơi cùng các em ở trong xóm, rất là vui. Còn khi mà lên Sài Gòn học tập và làm việc trên này thì cứ mỗi dịp Tết Trung thu thì là thường thường là đi phát quà cho các trẻ em ở các chùa hay là gì đó. Thì hồi trước thì cái Trung thu là mình lại quây quần bên gia đình rồi cùng bố mẹ đi rước đèn hay là đi cùng các em nhỏ. Còn bây giờ thì nó lại khác, mình lại thường Trung thu mình lại mang cái màu sắc nó xã hội, mình lại đi theo xã hội nhiều hơn, cái gia đình mình cũng cảm thấy thiếu. Theo tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ, trước kia vào dịp Trung thu, người Việt sẽ có nhiều hoạt động sinh hoạt văn hóa nghệ thuật như gia đình quây quần bên nhau ngắm trăng, ăn bánh và ngâm thơ. Nhưng với cuộc sống hiện đại bận rộn thì chỉ có trẻ em còn hào hứng với ngày Tết này. Lâu dần thì có một sự chuyển biến là có thể vào những cái dịp Trung thu người lớn cũng có thể bận rộn hơn, nên là cái việc thưởng ngoạn Tết Trung thu bây giờ nó chuyển thành là lễ Tết thiếu nhi. Trẻ con có thể thắp lên đèn ông sao, đèn cá chép, rồi là múa trống, múa lân vân vân và đi phá mâm cỗ ngày Trung thu. Yeah. Vì vậy thì dường như là có một sự dịch chuyển là Tết Trung thu của cả gia đình bây giờ nó tập trung cho trẻ con. Cũng chính sự chuyển dịch này đã tạo nên một nét văn hóa điển hình cho Tết Trung thu tại Việt Nam. Trong khi ở những quốc gia Đông Á khác, Trung thu còn mang những sắc thái khác. Theo quan sát của tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ, Tết Trung thu ở Trung Quốc hiện tại chỉ đa phần tập trung ở tầng lớp thượng lưu trí thức. Họ xem đây là một ngày Tết của cả gia đình, chứ không riêng gì trẻ em. Ở Hàn Quốc, Tết Trung thu được gọi là Chuseok, hay còn gọi là lễ tạ ơn. Đây là dịp để các gia đình sum vầy hoặc đi du lịch cùng nhau, con cháu về nhà tạ ơn cha mẹ. Người Hàn thường làm bánh có hình bán nguyệt. Chúng tôi thích dành thời gian làm bánh gạo. Nó mang ý nghĩa hạnh phúc thịnh vượng cho cả năm. Thường thì chúng tôi sẽ cùng làm bánh, cùng tặng bánh cho nhau và cùng ăn bánh với nhau tại nhà. Người Hàn Quốc thì cái lễ Tết Trung thu của họ là lễ Tết lớn thứ hai trong năm, là lễ Tết dành cho những người phụ nữ để mà có thể nấu ăn, làm bánh để thể hiện cái tài năng nội trợ của mình. Là cái dịp Tết Trung thu cũng là dịp mà những đôi vợ chồng trẻ đó, người ta về để tạ ơn gia đình bố mẹ hai bên.
Trong khi đó, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Thơ cũng cho biết, ở Nhật bây giờ gần như không còn nhiều gia đình duy trì tổ chức mừng Trung Thu nữa, đặc biệt là kể từ cuối thế kỷ 19, khi văn hóa phương Tây đã ảnh hưởng đến quốc gia này đậm nét hơn. Tôi chưa từng nghe nói đến văn hóa này ở Nhật, có lẽ chúng tôi không có văn hóa này. Tôi cũng chưa từng nghe nói đến bánh Trung Thu ở nước của mình. Đất nước phát triển, cuộc sống bận rộn, đời sống vật chất ngày một phong phú hơn, không khỏi dẫn đến đời sống văn hóa tinh thần cũng có nhiều sự chuyển dịch. Những lễ nghi truyền thống qua thời gian cũng sẽ bị tinh giản về mặt hình thức để trở nên thức thời hơn. Tết Trung Thu cũng không ngoại lệ. Thế thì cái tinh giản ngày nay thì có xu hướng là người ta hay mua từ tất cả mọi nơi, ví dụ như là mua bánh Trung Thu. Cái chuyện này cũng có thể hiểu được, bởi vì không phải nhà nào cũng có thể làm được bánh Trung Thu. Thế nhưng mà hơi cầu kỳ trong cái chuyện là người ta hay tặng nhau những cái món hàng đắt tiền chẳng hạn. Rồi là nhiều gia đình khác thì lại tận dụng cái dịp Tết Trung Thu để mà xây dựng những mối quan hệ, kéo gần những mối quan hệ cho những mục đích rất là riêng tư. Và như vậy nó rời xa cái nghĩa ban đầu là tạ ơn trời đất, tạ ơn trời và trăng. Thì cái ý nghĩa tiêu cực nhất mà tôi nghĩ đó là nếu như chúng ta không chịu suy nghĩ về việc là ý nghĩa của nó là gì thì có thể chúng ta đã đánh lạc hướng đi cái ý nghĩa đích thực của cái Tết Trung Thu này. Kính thưa quý vị, Tết Trung Thu thì không giống như những ngày nghỉ lễ khác chính thống tại Việt Nam. Mọi người vẫn phải đi làm, vẫn học tập và sinh hoạt bình thường. Tuy nhiên, rất nhiều người trong chúng ta vẫn xem ngày rằm tháng 8 hàng năm là một ngày hết sức đặc biệt, quan trọng. Bởi vì trong những ngày Tết Trung Thu thì đâu đó chúng ta vẫn tìm thấy một phần ký ức của mình. Và việc cùng quay quần với tất cả những người thân, gia đình và bạn bè của mình vào dịp lễ đặc biệt này là một điều hết sức ý nghĩa đối với đời sống tinh thần của mỗi người.